nên phun kích thêm vài lần ra rễ. Sau đó chúng ta chuyển sang xịt phun NPK 20-20 B1 rong biển phân cả, giúp cho lá chúng ta tốt nhanh chị nhé. Bây giờ cắt những cái kia này thì chúng ta sẽ đi trồng nhanh chị. Chuẩn bị một cái chậu đen đơn giản thôi, cho ít xúc vào cho gì đấy nó có một thông thoáng phần gốc. Ôi cho ít than cùng rồi dưới, than cùng lớn đi, than cùng lớn làm gì để cho thoát cái cốt. Than cùng lớn phải cho vào, cho ít một ít chén sợi. Chén sợi là nó có sự thông thoáng của thuộc tức sự ẩm cao, giúp cho là chúng ta sẽ có sự được ẩm. Còn thế bề mặt ấy, chúng ta có thể dùng thêm một ít than nhỏ như thế này, than vụt nhỏ như nhé, nó có tính thẩm mỹ một chút. Như thế này nha chị á, bằng cách mặt chậu khoảng 2 phân. Cái thịt nướng á, chúng ta cắm vào trong sâu đúng chậu luôn nha. Như chậu này chúng ta sẽ tính trồng 5 cây, chúng ta cắm 5 cái que, 6 cái que. Cắm sâu vào trong chậu, ghép lên. Rồi chúng ta dùng cái kìu ra, mặt cái bầm con này nè, hướng ra ngoài. Chúng ta đừng có để làm hư rễ gì nhé. Rồi chúng một cái kẹp, kẹp nó lại, định vị nó lại. Cho nên kẹp hai cái, một cái trên một cái dưới. Bữa nào đến khi cái trè nó mục thì chúng ta rễ nó ra khỏe rồi, không sao cả nhỉ. Không nên chúng ta trồng cây mà chúng ta định vị cây không chặt thì nó lung lay làm hư bộ rễ. Cái kẹp của ta chỉ hữu ích khi mình nó kẹp, ta hướng một cái tre như này nhé. Kẹp là cái kẹp này nó phải kẹp vào trong cái tre này. Có cách nữa, chúng ta sử dụng như thế này nhé. Ta dùng cái cây này, chúng ta kẹp hẳn một cái tre luôn. Chúng ta kẹp cái làm như ra cái tre này. Đây nhá, kẹp vậy. Rồi chúng ta sẽ cắm luôn cái tre vào trong. Cái này cũng là cũng đơn giản nhé. Và sau khi trồng xong thì anh chị có thể dùng một ít phân chì, phân thông minh phân chì, và rắc một ít trong trồng. Thôi là xong nhanh nhỉ, rất đơn giản thôi ạ, ai cũng làm được hết. Đưa ra chúng ta tưới nước bình thường luôn, vì ký chúng ta đã bôi keo liền sẹo, để qua một ngày nó khô ráo rồi, đưa ra chăm sóc bình thường. Phân bón dành cho ký con này là đã ra rễ rồi thì chúng ta phun, nên phun kích thêm vài lần ra rễ. Sau đó chúng ta chuyển sang xịt phun NPK 20-20 B1 rong biển phân cả, giúp cho lá chúng ta tốt nhanh nhỉ.